Số 3 là định dạng nội dung bằng style trong phần mềm InDesign. Thì style là cái gì? Trước hết thầy sẽ giới thiệu với các bạn. Style là các cái kiểu định dạng chung cho văn bản hoặc là cho hình ảnh. Nhiệm vụ của nó là để định dạng các cái thành phần mà lặp đi lặp lại để các bạn tiện trong cái quá trình chỉnh sửa. Thầy lấy ví dụ các bạn có một cái tài liệu 20 trang, thậm chí 200-300 trang. Được chưa nè? Vậy lúc này nếu mà các bạn định dạng trực tiếp thì nó sẽ rất là khó khi mà khách hàng có cái nhu cầu chỉnh sửa. Ví dụ các bạn có một cái tài liệu như thế này. Đó, thấy không? Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bàn về tại sao phải sử dụng style trong InDesign. Ví dụ một cái bài tập nhỏ như thế này các bạn. Các bạn có tựa bài, các bạn có tiêu đề, các bạn có nội dung. Và lúc này nó sẽ lặp đi lặp lại tiêu đề nội dung mà. Ví dụ như chúng ta có hàng chục, hàng trăm, thậm chí là vài trăm trang. Vậy lúc này mỗi lần các bạn định dạng nè, các bạn hình dung thầy nói nè, mình định dạng cái tựa bài thì mình chọn vào cái tựa bài, sau đó mình sẽ định dạng phông, kiểu chữ, cỡ chữ, đó, canh lề, canh giữa, canh trái, canh phải, vân vân. Được chưa? Rồi đến tiêu đề các bạn cũng định dạng vậy, nào là phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, canh lề. Rồi tương tự đến nội dung, mình cũng quét chọn mình định, rồi đến tiêu đề mình cũng quét chọn mình định. Thấy không? Vậy thì vấn đề mà các bạn làm như thế sẽ mất rất là nhiều thời gian. Mới có 1 trang nghe nói thôi là đã mệt rồi, thấy không? Vậy lên nhiều trang là mình không thể làm được. Thêm một cái cấp độ nữa, ví dụ như là các bạn định dạng xong hết rồi, xong hết 20 trang. Bây giờ khách hàng có nhu cầu chỉnh lại cái tiêu đề này, phải đổi phông, phải đổi màu, phải đổi cỡ chữ. Vậy thì nếu mà các bạn không có cái style thì các bạn phải ngồi các bạn chọn lại. Sau đó các bạn lại định lại từng cái chi tiết. Như thế là điều mà chúng ta không thể nào làm nổi. Chính vì lý do đó mà hôm nay chúng ta đưa ra cái chủ đề là sử dụng style trong phần mềm InDesign. Chúng ta sẽ tiếp cận cái style đầu tiên, nó gọi là Barap Style. Barap Style là gì? Barap Style là định dạng cho đoạn văn bản, định dạng cho cả một cái đoạn văn. Thì để tạo các cái Barap Style thì các bạn sẽ chọn cho thầy bước 1 là Type Barap Style, tương tác là F11. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái style mới bằng cách chọn Create New Style. Bước số 3 là các bạn double click vào để các bạn chỉnh các cái thuộc tính. Thuộc tính trong đó là gì thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái ví dụ nhỏ nhỏ ha. Và bây giờ chúng ta sẽ thử xem là trong này từ đâu đến đâu là một đoạn văn nha. Thì để xem được cái điều đó, các bạn sẽ ghi cho thầy cái lệnh thay Show Hidden Character. Đây là hiển thị ký tự không in đó. Thì lúc này các bạn sẽ thấy đây các bạn, đây là một đoạn văn, đây là một đoạn nữa. Cứ mỗi đoạn các bạn nhấn Enter cái là nó có cái dấu này. Nói vậy là chỗ này chúng ta nhấn Enter 2 lần, cho nên là chúng ta sẽ bỏ bớt. Đó, trong in ấn thì các bạn hết đoạn văn các bạn nhấn Enter cái thôi, chứ không cần phải Enter 2 lần giống như trên web. Rồi dưới này là các cái tiêu đề nè. Vậy thì để định dạng được cái tựa, các bạn chỉ cần đặt cái trỏ vào bên trong, sau đó chọn cho thầy cái lệnh đó là Type Barap Style. Trong Barap Style này các bạn thấy là một cái bảng style tạo ra, mở ra nhưng mà nó chỉ có một cái basic Barap. Các bạn đừng chỉnh sửa cái này, mà thay vào đó là phải tạo mới. Tạo mới này gọi là Create New Style nè. Đó, rồi lúc này các bạn chọn vào nó, các bạn double click vô để chỉnh các cái thuộc tính. À, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tham khảo các cái thuộc tính trong này. Nó khá là nhiều thuộc tính, thì lúc này chúng ta sẽ tập trung vào một số cái thuộc tính quan trọng. Đây các bạn, bước 1 chọn Type Barap Style. Bước 2 tạo Type mới, bước 3 double click để chọn cái thuộc tính. Đó, thì mở cái file Word để các bạn dễ hiểu cái cách ghi.
Bây giờ thuộc tính ở đây nó có gì? Thứ nhất, General thì các bạn có tên, file name là tên. Các bạn sẽ chọn vào đây, các bạn sẽ ghi là tựa bài. Ví dụ vậy, đây chính là tên của cái file. Bayon là nó copy định dạng từ một cái style khác. Thì đây chúng ta nhớ chọn No Paragraph Style. Shortcut là một cái phím tắt. Máy của các bạn nếu có cái dãy số bên phải, bàn phím có dãy số bên phải thì các bạn đặt được phím tắt. Còn nếu không thì các bạn không đặt được, giống như máy thầy đó, không đặt được. Không đặt được thì mình sẽ chọn trực tiếp trên bảng Style. Thì nhắc lại nè, các bạn mở hết cái camera lên giúp thầy nha. Bạn nào mà tắt camera trừ điểm cho bài lab. Hôm nay cộng nhiều rồi, hôm nay trừ nha. Rồi quay trở lại nè các bạn. Tab đầu tiên General. Mỗi bạn lấy ra một cái cuốn tập, cuốn vở gì đó, các bạn ghi các cái thuộc tính này vô, nó nhiều lắm nha. General cho phép đặt tên và tiếng. Cái thứ hai, Character Format cho phép các bạn định dạng phông. Giống như trên này các bạn có phông chữ, kiểu chữ in đậm in nghiêng, size, rồi chuyển tất cả thành chữ in. Đó, rồi chuyển chữ đầu tiên thành chữ in, còn những cái ký tự phía sau là chữ thường. Đây là khoảng cách, gọi là leading, là khoảng cách giữa các dòng. Vậy thì trên bảng này nó có hết đầy đủ luôn. Thứ nhất, phông chữ. Chẳng hạn như thầy sẽ chọn là phông UTM Evo. Kiểu chữ ở đây thầy sẽ chọn là tựa bài mà, cho nó bold lên. Đây các bạn nhìn thấy luôn nha, bởi vì mình đã check vào chữ review. Size của nó nè các bạn có thể tăng lên. Có thể tăng lên. Leading, khoảng cách giữa các dòng. Cutting, khoảng cách giữa các từ. Underline là gạch chân. Các bạn có muốn gạch chân không? Đó, các bạn ơi, có còn nghe thầy nói không? Rồi, ok, tiếp tục ha. Basic Character Format là định dạng phông, kích cỡ chữ. Advanced Character Format, cái này thầy nói các bạn nghe thôi, các bạn khỏi đi. Anh này Scale, Horizontal Scale, tương ứng với kéo giãn chữ theo chiều ngang. Vậy thì khi các bạn kéo giãn là cái chữ nó sẽ dài ra và nó bị méo, cho nên sẽ ít xài. Bỏ qua cái này. Vertical scale là kéo theo trục đứng. Baseline shift là dời cái chữ này theo chiều đứng nha. Scale là kéo nghiêng, mấy cái này không có xài. Indent and basing, cái này xài nhiều nè. Đó là canh lề. Chẳng hạn như là văn bản các bạn muốn đặt ở đâu, các bạn muốn đặt ở giữa chọn center, các bạn đặt bên phải chọn là right, các bạn đặt bên trái thì chọn là left, được không ạ? Còn các bạn canh đều cột trái là left justify, được chưa này? Left indent là lề bên trái, right indent là lề bên phải. Lề là cái này nè, nó muốn nằm sát đây hay là muốn tiếp vào trong. Bay before là cách với đoạn trên. Cái tựa bài này không có cái đoạn trên cho nên khỏi cách. Bay after là cách với đoạn dưới. Vậy mình sẽ tăng cái khoảng cách với đoạn dưới lên. Đó. Tiếp tục, Charter color là màu. Thì ở đây các bạn sẽ gán màu cho thầy. Yeah. Okay. Xong một cái tựa bài. Bây giờ đến cái đoạn này gọi là mô tả. Mô tả cho cái bản tin này. Thì lúc này các bạn lướt vô đây thôi, lướt vô. Lít một chỗ thôi, lúc này các bạn tạo cho thầy một cái style mới, đúc vừa lít, đặt tên đó là mô tả. Phím tắt. Tab General, đặt tên và phím tắt. Nếu các bạn muốn lấy thuộc tính của cái anh trên này nè, thì chỗ này các bạn sẽ chọn tên của bạn. Tuy nhiên thầy đã nhắc rồi, ở đây các bạn hãy bỏ trống, chọn No Basic, No Paragraph Style. Muốn định dạng đến phông thì các bạn chọn Character Format. Phông chữ đây nè các bạn, ví dụ này chọn UTM Evo. Rồi kiểu chữ là chữ thường nhưng mà size lớn lên. Đó, các bạn review lên các bạn thấy liền. Thấy chưa? Lớn quá.
thôi, cỡ 11 thôi. Và bây giờ các bạn phải đẩy cái văn bản này, đẩy cái đoạn tiếp theo nó xa ra, thì mình sẽ chọn Indent and Spacing, tăng cái bay after lên, tăng cái bay after đó. Các bạn nhớ cho thầy, cứ mỗi đoạn phải cách ra, mỗi đoạn cách ra, bạn nào thiếu này sẽ bị trừ điểm. Và mình có các cái tab như sau: tab thứ nhất scenario gắn tên viết tắt, tab thứ hai character format để định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, indent and spacing để canh lề trái phải, canh giữa, canh đều hai bên gì đó, vân. Bay before là khoảng cách, bay after là khoảng cách với các đoạn tiếp theo. Rồi, lúc này chúng ta sẽ gán character color, gán một cái màu. Ok các bạn ha. Tiếp tục cho phần nội dung thì các bạn cứ chọn vô cái nội dung đó, các bạn tạo một cái style mới, double click vô, đặt tên là nội dung. Các cái tham số, các cái thuộc tính khác thì từ từ mình sẽ học, còn bây giờ trước mắt là mình chỉ có general character format nha. Ở đây ví dụ thì nó là UTM-EVO, nó chữ thường size 11 đó, nhưng mà những cái đoạn phía dưới nó phải cách ra chứ để sát vậy sao đọc nha. Thầy cứ nhấn ok cái đi, chọn màu cho nó luôn nè các bạn, ok cái đi đó. Rồi bây giờ đến cái anh này là gì các bạn, anh này là gì, anh này là tiêu đề, các bạn chọn vô, các bạn chọn cho thầy là tiêu đề. À, cái này không phải tiêu đề, cái này là tựa bài, cho nên mình phải tạo cái mới nữa ha. Đây gọi là tiêu đề phông chữ nè, phông chữ ví dụ UTM AVO, tiêu đề là phải cho đậm nha, size 12 được rồi. À, màu character color màu đỏ các bạn. Vậy đây là nội dung nè, các bạn chọn vô, các bạn nói đây là nội dung nè, đây là nội dung nè, thấy không, đây là tiêu đề nè, đây là nội dung nè. Trên rất là nhiều trang tài liệu, lúc này các bạn không cần phải ngồi chọn từng cái tiêu đề để định dạng nữa, mà mỗi lần khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa, ví dụ như là cái tiêu đề này này nó sát với văn đoạn văn bản trên quá không đẹp, người ta muốn đẩy thưa ra, nó sát với đoạn văn bản ở dưới quá không đẹp, người ta muốn đẩy thưa ra, màu đỏ người ta không chịu, người ta muốn đổi màu cam, thì riêng cái màu á các bạn phải nhấn F5, các bạn tạo cho thầy cái bảng màu trước. Đây thì mình sẽ chọn đỏ này, tạo mới, sau đó mình double click vô, mình đổi qua màu cam đó, cam đậm đậm đi. Rồi lúc này á, thầy mới double click vào cái đối tượng này gọi là tiêu đề, mà không cần phải chọn vô nó nha, nhớ không có chọn vô nó, double click vào tiêu đề. Các bạn kéo qua bên, các bạn coi nè, màu character color không thích đỏ, chuyển qua cam, xong đổi hết rồi. Cách với đoạn văn bản trên thì chọn indent and spacing, bay before cách với đoạn trên, click vô, thấy không, cách với đoạn dưới, bay after, được chưa các bạn. Tiếp tục cái phần nội dung, mỗi một cái nội dung này ở phần đầu đoạn văn á, thầy sẽ cho nó thuộc vào bên trong, thì lúc này các bạn double click vào cái nội dung, các bạn chọn indent and spacing, các bạn tăng cái first line lên, tăng cái first line lên, vậy là xong, dễ không nè. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ hết đoạn văn này các bạn, hết đoạn văn phải cho thưa ra, hết đoạn văn phải thưa ra đoạn gì người ta đọc mới đẹp, thì lúc này các bạn chọn indent and spacing, các bạn chọn bay after, tăng nó lên. Đó, các bạn thấy không, rõ ràng hết đoạn văn thưa ra, hết đoạn văn thưa ra thì nhìn nó sẽ ấn tượng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ thêm các cái thuộc tính khác, các bạn sẽ ghi thêm các cái thuộc tính, ví dụ ở phần tiêu đề nè, ở phần tiêu đề thầy sẽ chọn tiếp ha, vừa ôm vừa chọn cái mới. Thứ nhất là scenery để cho các bạn định cái tên và cái phím tắt, character format để cho các bạn định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, khoảng cách dòng, và có thể chuyển nó qua in đậm là on cap, các bạn thấy không, chuyển qua là in đậm ở ký tự đầu tiên đó. Đây các bạn, cái đầu tiên nó lớn nè, mấy cái sau nó nhỏ, thấy không.
Đó, còn bình thường thì nó theo cái kiểu gõ của các bạn. Underline là gạch chân. Đó, shift rule là gạch bỏ. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp tục ha. Canh lề, canh lề cánh đây được rồi. À, cái mình chưa nói nè, đó là bar wrap rule. Roulette. Bar wrap roulette là gì các bạn? Các bạn cho thầy biết thôi. Bar wrap roulette là gì? Nó là quy luật đoạn văn đúng không? Quy luật đoạn văn. Thì không biết quy luật đoạn văn là gì, mà nó sẽ là những cái đường kẻ ở trên hoặc ở dưới đoạn văn. Các bạn check rule above, check vô. Above là ở trên. Đó, vậy thì ở trên mà nó nằm ở lửng lửng nè, thì các bạn sẽ tăng cái offset hoặc giảm cái offset để các bạn định vị trí của nó. Được chưa? Đường kẻ ở trên đoạn văn. Tiếp tục rule below, đường kẻ bên dưới đoạn văn, các bạn check lên. Và các bạn cũng tăng cái offset này lên. Offset là khoảng cách. Khoảng cách nha. Đây. Rồi. Đó chính là bar wrap rule. Ok các bạn ha. Đây. Các bạn có tiêu đề, có tiêu đề, có tiêu đề. Bây giờ đến thầy thử cho cái nội dung. Để thêm một cái thuộc tính khác, đó là bar wrap border. Đó, border là gì các bạn? Nó tạo một cái khung bao quanh luôn. Nha, bar wrap border là nó sẽ đóng khung cái đoạn văn. Đó, cái khung này các bạn có thể chọn màu khác. Có thể chọn màu khác, color này, chọn màu nè. Đó, các bạn có thể tăng cái kích thước. Tăng cái kích thước. Mình bỏ cái tỷ lệ này đi, mình có thể tăng top này. Ở trên nó to, thấy không? Ở bên phải nó to. Đó, còn bên trái nó nhỏ, ví dụ vậy. Đó chính là bar wrap border, là đóng khung đoạn văn. Tiếp tục bar wrap shading. Shading là gì các bạn? Trước giờ các bạn có học là shading bao giờ chưa? Không, không, shadow mới là bóng đổ, còn shading đó là cái màu nền đó, màu phiêu. Ví dụ thầy chọn ở đây ha, shading. Đó, nó có phiêu đó, thấy không? Đó, mà tại sao chọn màu xanh nó không xanh, chọn màu đỏ nó không đỏ là sao các bạn? Do cái tinh này nè. Cái tinh này chính là độ đậm lợt của màu. Mình để 100% nó mới đúng màu. Còn mình giảm xuống là nó sẽ chuyển sang cái màu lợt hơn. Được chưa nè? Offset chính là vị trí của cái khung. À, xin lỗi, vị trí của cái nền. Tại mình đang đứng ở đâu các bạn? Đứng ở cái shading. Shading là đứng cái nền, còn đứng ở border. Mình xem nó có cái offset không? Offset. Thấy không? Cách. Được không? Tạo khoảng cách. Đó. Tiếp tục các bạn ha. Border là đường viền, shading là màu nền. Rồi tiếp tục, drop cap là gì các bạn? Ký tự lớn ở đầu đoạn văn. Đó. Các bạn muốn ký tự lớn không? Thì các bạn sẽ chọn drop cap. Đó. Rồi vậy ghi cho thầy. Ghi cho thầy thứ nhất, bar wrap rule là đường kẻ ở trên hoặc ở bên dưới đoạn văn. Đường kẻ ở trên hoặc ở dưới các cái đoạn văn. Tiếp tục, bar wrap border là đóng khung đoạn văn. Bar wrap shading, màu nền cho đoạn văn. Drop cap. Drop cap là gì? Drop cap là gì? Ký tự đầu, ký tự lớn ở đầu đoạn văn. À, thêm cái này các bạn, boolean and numbering, thầy chọn là numbering này, đó, đánh số 1, 2, 3, 4, 5. Thầy chọn boolean nè, đánh chấm 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 ha, các bạn phải chọn kiểu ở đây. Vậy thì boolean and numbering chính là gì các bạn? Chính là gì? Đánh số thứ tự hoặc cái dấu chấm ở đầu dòng.
Tổng hợp lại, cái này quan trọng lắm cho nên thầy nói rất là kỹ. General gán tên và phím tắt, charter format định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ, indent and spacing canh lời trái lời phải hoặc dòng đầu tiên khoảng cách giữa các đoạn văn, paragraph roulette là đường kẻ ở trên và ở dưới, paragraph border là đóng khung, paragraph sardine là màu nền, rớp cáp ký tự lớn ở đầu đoạn và bullet and numbering là đánh số thứ tự, charter color là màu. Rồi.